hình của ngôi nhà đấy một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt quả thật là với những cái nhà của miền tây thì em thấy cái cái <laughs> lại đi một tíu để cho lâu giờ qua cái ra thì. Tôi đã từng sử dụng thiết kế và thi công của Mark Home. Tôi rất yên tâm và hài lòng từ kiểu dáng thiết kế cho đến chất lượng thi công. Tôi yêu Mark Home. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube của Mark Home. Ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một trong những mẫu nhà mang đậm phong cách thiết kế của chúng tôi. À, với thiết kế của Mark Home chúng tôi không tập trung vào những công trình quá lớn, những công trình đồ sộ hay là những công trình với tầm tài chính quá cao. Mà thay vào đấy chúng tôi sẽ tập trung lắng nghe chủ nhà, phân tích cũng như thể đưa ra những cái phương án thiết kế phù hợp nhất với lại cái tầm tài chính mà chủ nhà đang có. Thế nên là các thiết kế của Mark Home được rất nhiều người đón nhận và biến nó trở thành hiện thực những công trình thực tế do trực tiếp chúng tôi thi công. À, trước đi vào trong cái tiết công trình ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay. À, hôm là đơn vị dẫn đầu, tiên phong trong lĩnh vực thi công trọn gói. Hiện tại thì chúng tôi đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành với hệ thống phân phối vật liệu, hệ thống à, kiến trúc sư có thể tư vấn miễn phí tại nhà ở bất kỳ lúc nào. Chúng ta chỉ việc nhấc máy lên và liên hệ đến số hotline của tôi 096 445 8858 hoặc 09240 9999, hoặc 08281 333, 333. Quý vị, các bạn lưu ý hiện tại có rất nhiều các đơn vị giả mạo. Nên khi làm việc chúng ta hãy liên hệ đến những số hotline chính thống, những số hotline VIP này Chúng ta sẽ đảm bảo được cái tính uh, chuẩn thực cũng như thế là tư vấn quý vị khán giả hoàn toàn miễn phí à, Khách hàng mắc hôm ở bên nước ngoài rất nhiều à, Những khách hàng bên Đài Loan, bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản, cả bên Mỹ à, đã ký kết hợp đồng thi công chọn gói Mặc dù chưa gặp uh, mắc hôm bao giờ nhưng mà mọi người vẫn uh, lựa chọn mắc hôm là đơn vị thi công chọn gói ngôi nhà để có thể trao tặng cho bố mẹ cho ông bà hay là cho những người thân của mình ở tại Việt Nam Hiện tại Mac Home đang có rất nhiều những kênh lớn Ví dụ kênh nhà đẹp Mac Home là 1,5 triệu người đăng ký Đây là kênh lớn nhất về nhà đẹp hiện tại Chưa có một đơn vị nào có số lượng người yêu thích Cũng như vượt qua được số lượng người ở follow của mắc Home Thứ hai là kênh nội thất Mac Home với 132.000 người đăng ký Kênh nhà phố Mac Home với 112.000 người đăng ký Và chúng ta đang xem trên kênh mắc Home chính Đấy là kênh 117.000 người đăng ký Quý vị các bạn có thể truy cập vào trong website Mac Home tên miền là thiết kế thi công chọn gói .com với liền không dấu hoặc là group vn trên này thì chúng tôi đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi miễn phí hay là các cái chương trình báo giá công khai à, hiện tại machome đang có cái phần báo giá thi công chọn gói để cho rất nhiều các khách hàng thường hay gọi điện đến tôi thắc mắc rằng tại sao à, cái đơn giá công trình này lại như thế này lại như thế kia thì hiện tại trên website của machome đang báo giá để chúng ta có thể có những cái kiến thức chúng ta tự tính toán được cái tài chính của mình ở trên này chúng tôi đang có cái phần đơn giá nhân công Đơn giá nhân công khu vực miền Bắc và miền Trung đang là 1 triệu 350 nghìn trên 1 mét vuông Tại khu vực miền Nam miền Tây đang là 1 triệu 500 nghìn trên 1 mét vuông Khẳng định với quý vị và các bạn rằng là đơn giá nhân công của Bắc Hôm là rẻ nhất cả nước rồi Hiện tại khu vực miền Nam miền Tây đơn giá trung bình đang giao động khoảng tầm 1 triệu 8 đến 2 triệu 2 trên 1 mét vuông nhưng mà với mắc hôm chúng tôi chỉ có 1 triệu 500 nghìn trên 1 mét vuông thôi Và tay nghề của thợ khẳng định là không thể bằng được tay nghề của mắc hôm được Bởi vì chúng tôi được đào tạo qua đào tạo qua và mọi người cũng đã làm rất là nhiều công trình rồi nên là cái tay nghề cũng sẽ quen hơn với việc đọc hiểu bản vẽ triển khai các khâu các bước vật liệu phấn thô thì mark Home cam kết rằng sử dụng 100% là vật liệu cao cấp loại 1. ví dụ như thép là thép hòa fantico gạch là gạch đặc đông triều gạch đặc phú thọ loại 1 hết xi măng là xi măng hoàng thạch bỉm sơn sơn chống thấm mark Home, dây cáp điện trần phú và ống nhựa tiền phong khu vực miền nam miền tây thì sử dụng thép việt nhật hoặc thép miền nam Đấy, gạch thì là gạch Tuy nen, xi măng này hà tiên hay là Vixem. à, dây cắp điện thì KDV và ống nhựa bình minh, đấy là những cái vật liệu phần thô còn lại vật liệu hoàn thiện sẽ do trực tiếp chủ nhà chỉ định bởi vì nó phụ thuộc vào cái thẩm mỹ cũng như thể sở thích riêng biệt nên là các vật liệu hoàn thiện thì chủ nhà sẽ tự tự tay lựa chọn và hôm sẽ thi công chọn gói những cái phần như vậy à, hiện tại hôm là đơn vị duy nhất có nhà máy sản xuất ra nguyên vật tư vật liệu thế nên là cái đơn giá hôm bao cạnh tranh trên khắp toàn quốc À, rất nhiều người cứ nghĩ rằng là chúng ta quen biết người bán cửa hàng vật liệu chúng ta à, anh em họ hàng với những người bán ở tại các showroom nhưng mà thực chất những cái đơn vị hay là những cửa hàng mà người ta bán ở trên các mặt đường ấy thì cái giá nó đã quá cao rồi nó đã bị đội giá qua rất nhiều khâu bao gồm các khâu như đại lý khâu nhà phân phối khâu tổng kho tổng vùng và cuối cùng mới đến nhà máy nhưng mà khi mà chúng ta làm việc trực tiếp với mắc hôm ấy thì chúng ta sẽ được làm với giá nhà máy luôn thế nên là các đơn giá của bác hôm tại sao vẫn ngôi nhà to như vậy mà cái chi phí chỉ có 1,5 tỷ đồng trong khi các đơn vị khác đang là 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng. Đấy chính là sự khác biệt. Chúng tôi đã có các cái hệ thống sản xuất ra đảm bảo cho khách hàng về hàng chính hãng, chất lượng cũng rất là tốt và hai nữa là, là chúng ta không lo về giá. Ngoài ra thì Mock Home cũng là đơn vị duy nhất hiện tại có các thầy phong thủy tham gia tư vấn miễn phí khi mà làm việc với chúng tôi thì khách hàng sẽ được miễn phí từ khâu thiết kế này miễn phí xin cái phép xây dựng này, miễn phí thầy phong thủy tư vấn và làm lễ này, à, và ngoài ra chúng ta được miễn phí có đội ngũ giám sát, thanh tra, kiểm tra hàng ngày, cũng như thể là cái chế độ bảo hành bảo trì sau này. Thế nên là cộng tất cả lại chúng ta thấy rằng ngày nay thì tôi khuyên chúng ta nên làm thì công chọn gói, còn khi chúng ta tự bỏ thời gian chúng ta bỏ tiền là chúng ta trông coi thợ chúng ta đốc thúc thợ hàng ngày chúng ta nấu cơm nấu nước cho thợ và dọn dẹp thì dĩ nhiên cái thời gian đấy chúng ta biết rằng nó rất là tốn kém mà không thể nào đổi lại công trình nó cũng không thể đẹp hơn được đấy, khẳng định quý vị và các bạn tự giám sát thì công trình cũng không thể đẹp hơn do là cái năng lực cũng như cái kiến thức chúng ta không có nhiều trong lĩnh vực này đấy, cả đời chúng ta chỉ làm một hai căn nó khác hoàn toàn so với việc một tháng đã làm hàng vài trăm căn rồi đúng không ạ thế nên thì cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm nó là cái rất là quan trọng rồi quay trở lại mẫu năm nay chúng ta thấy rằng đây là một trong những công trình mang đậm phong cách thiết kế của mắc hôm với lối kiến trúc hai tầng hệ mái nhật và theo phong cách hiện đại những công trình như thế này thì quý vị các bạn thấy được này à, rất nhiều các khán giả đã theo dõi mang hôm và có gọi điện đến cho tôi nói rằng không hiểu sao chúng tôi xem rất rất nhiều kênh nhưng mà xem mang hôm thì nó vẫn có một cái chiều sâu cái sự chân thực và cái đẹp nó riêng biệt à, nếu như quý vị không tin quý vị các bạn hãy xem thêm các kênh khác và quay lại để nhận định xem các thiết kế mang hôm nó có đẹp nó có chân thực giống như thể lời mà mọi người đang gửi đến mang hôm hay không thì trước khi thiết kế một công trình ấy, chúng ta phải hình dung rằng công trình nó có cái phong cách là cái bao phủ lên toàn bộ cái phong cách nó sẽ chính xác từ bên ngoài đến bên trong nội thất thế nên cái xác định phong cách thiết kế là cái công việc đầu tiên chúng ta phải làm với những công trình nhà vườn ấy thì mắc hôm có 3 phong cách chính một là phong cách hiện đại giống như thế này hai là phong cách cổ điển và thứ ba là phong cách cổ điển classic à, đây là một trong những công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại bởi vì nó cấu tạo từ những hình kỹ hà hình vuông hình chữ nhật hình tam giác và không có bất kỳ cái họa tiết hoa văn nào ở trên công trình thì chúng ta gọi đó là phong cách hiện đại Công trình này được thiết kế với hệ mái Nhật à, Chúng ta cũng phải phân biệt hệ mái nào Thế thì trong những ngôi nhà vườn chúng ta có hệ mái Nhật Hệ mái Thái à, Hệ mái Ma San Mái Vòm lại Rất nhiều các loại mái khác nhau à, Thậm chí chúng ta có những hệ mái bằng Tức là phía trên chúng ta không lợp gì cả Chúng ta không trang trí cái gì ở phía trên mái Thì chúng ta gọi là hệ mái bằng Thế thì trong ngôi nhà này chúng ta đang sử dụng hệ mái nhật Cái cách dễ dàng để nhận biết được hệ mái nhật Đấy chính là à, chúng ta chỉ việc đổ bê tông theo diện phương nằm ngang à, Sau đấy lợp về kèo và dán ngói Với cái hệ vị kèo của bác hôm 100% đang sử dụng hệ vị kèo siêu nhẹ, ngói là ngói Fuji hoặc ngói Braille, hay là ngói Romantic đều những cái chất liệu ngói rất là cao cấp hiện nay à, khác so với lại ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa thì cha ông chúng ta thường hay sử dụng cái ngói Hạ Long, ngói màu đỏ đấy. Nhưng mà cái ngói đấy thì nó lại bị một cái hiện tượng đấy chính là nó không có nhiều màu sắc, nó không có nhiều mẫu mã, mà, cũng như thể không có nhiều cái à, bề mặt của nó. À, nói chung là sau bao nhiêu năm nó vẫn vậy, nó vẫn giữ nguyên hình thức là mái à, Vậy cá hay là mái hình chữ nhật nên là nó không phù hợp với lại hiện nay. Công trình được sử dụng toàn bộ là hệ cửa nhôm sinh pha. À, quý vị và các bạn lưu ý rằng ngày nay thì cái dòng cửa nhôm sinh pha đã phổ biến hơn rất là nhiều so với lại trước đây. Nhôm sinh pha ngày nay thì có rất nhiều loại trên thị trường này vô số các loại. Tôi tính đâu đấy nó phải vài trăm các nhãn hàng. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta chỉ gói gọn vào đâu đấy khoảng bốn nhãn hàng thôi. Một là nhôm à, Việt Pháp. À, nhôm Việt Pháp với chi phí nó rất là rẻ, nó chỉ dao động ở tầm 1 triệu 3, 3 trên 1 mét vuông. Thứ hai là nhôm PMA, PMA thì nó cũng dùng rất là tốt bởi vì cái hệ khung xương của nó chắc chắn nó dày đơn giá nó dao động tầm khoảng 1 triệu năm một mét vuông à, thứ ba là nhôm hệ sinh pha sinh pha thì có hai dòng một là sinh pha Quảng Đông hay còn gọi là sinh pha đỏ đấy thứ hai là sinh pha Việt Nam với cái dòng sinh pha Quảng Đông sinh pha đỏ thì chi phí nó dao động ở tầm 2 triệu năm cho một mét vuông và sinh pha Việt thì nó chỉ dao động tầm khoảng 1 triệu chín một mét vuông thôi là khác nhau hoàn toàn cái chất lượng nó cũng sẽ khác nhau ở phía bên hông này thì chúng ta có thấy một cái ống à, khói à cái ống khói này trông nó rất là châu âu nhưng thực chất nó chỉ mang hình thức là trang trí thôi à, nó không giống như các nước xứ lạnh ở bên châu âu là chúng ta sử dụng lò sưởi chúng ta sử dụng cái ống à, khói để chúng ta sửa ấm cho toàn bộ ngôi nhà nhưng với khí hậu Việt Nam thì chúng ta chỉ sử dụng với hình thức là trang trí bởi vì khi một hệ mái nó chạy một cái diện dài và trên cái máy đấy chúng ta không có những cái điểm ngắt điểm nhấn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thủ pháp nghệ thuật ấy, bao gồm là chuồng cu bao gồm là ống khói để chúng ta ngắt nhịp để tránh cái việc cái diện nó chạy quá dài nó sẽ khiến cho kiến trúc chúng ta bị buồn đấy là một trong những cái chúng ta lưu ý còn đây là phía bên ngoài cộng sân vườn hàng rào à, thiết kế nhìn từ bên ngoài vào là thấy công trình này rất là đẹp rồi còn đây là góc trên mái nhìn xuống à, quý vị các bạn nhìn thấy trên mái này chúng ta có phần tét nước và thái dương năng cái hệ mái tôn lợp sân ướt phía sau À, phía trước chúng ta có một cái sân chơi có hệ lam lam này là lam bê tông kết hợp với kính cường lực à, và phía trước thì phần sảnh của chúng ta xung quanh thì chúng ta sẽ trừ lại để làm sân vườn còn đây là góc buổi tối đấy quý vị và bạn thấy trong cái thiết kế buổi tối chúng ta nó rất đẹp đấy cần một chút ánh sáng vào là công trình chúng ta nó sẽ nổi rõ lên cái khối đấy, những cái họa tiết ở trong công trình à, thiết kế ngôi nhà này với cái gam màu lạnh màu mái ngói đang là màu xanh và kết hợp với những cái màu trắng màu ghi thế thì cái tại vì sao chúng ta lại lựa chọn gam màu như thế này bởi vì nó liên quan đến cái uh, tuổi của gia chủ mỗi gia chủ sẽ có một cái mệnh khác nhau uh, phù hợp với lại một cái màu sắc chúng ta khác nhau uh, có những người sống trong những ngôi nhà mới xây ấy, người ta làm ăn rất tốt sức khỏe rất tốt nhưng có những người xây nhà xong là ốm đau ốm đau rồi con cái uh, ngộ nghịch rồi là tiền làm ra mất hết đi tự nhiên lại vướng vào nợ nần đấy chính là do cái phong thủy trong ngôi nhà. À, thế thì phong thủy chúng ta nói đến cái vấn đề đầu tiên là vấn đề về uh, vị, vấn đề về phương, vấn đề về hướng. Sau đấy thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề về mà màu sắc và cuối cùng chúng ta sẽ nói đến những cái cung số đẹp trong ngôi nhà. Thế thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi lần lượt từ cái lớn nhất đến cái bé nhất. À, trước hết chúng ta sẽ xem qua hiện trạng ngôi nhà này đây là hiện trạng khuôn viên khu đất ngôi nhà à, ngôi nhà được tọa à, xây dựng trong một khuôn viên khu đất cổ ngày xưa ông bà để lại à, khuôn viên khu đất này cũng rất đẹp thực sự những mảnh đất mà ông bà để lại chúng ta à, không thể bán đi được và chúng ta à, nên giữ lại để có thể xây dựng ngôi nhà mới bởi vì đấy là những ngôi nhà chúng ta sinh ra lớn lên à, những ngôi nhà đấy nó có cái phong thủy rất là tốt Đấy, chúng ta nên dựng lại và nên à, xây dựng trên những cái mảnh đất cổ mà từ đời ông, đời cha rồi đến đời của mình. À, còn đây là hiện trạng à, chụp ở phía dưới. Đánh giá qua phần hiện trạng này, sau này chúng ta sẽ san lấp toàn bộ cái khu vực sân vườn này đi. À, thì chúng ta thấy cái địa chất nền đất ở đây là đất thổ cư lâu năm. Đấy, đã có thể ngày xưa là đất ruộng nhưng đã được bồi đắp rồi, làm sân vườn khá lâu năm nên phía dưới thì cái mạch nước ngầm nó cũng đã không còn. Thì sau này chúng ta lựa chọn hệ móng nó cũng sẽ phù hợp hơn. À, khi các bạn mà lựa chọn những ngôi nhà mà với cái giáp danh hàng xóm xung quanh rất nhiều ấy, thì chúng ta nên gọi địa chính xuống để chúng ta cắm lại các cái mốc tránh những hiện tượng là chúng ta không may lấn sang một mét đất nhà hàng xóm sau này người ta kiện tụng người ta bắt mình đập thì mình cũng vẫn phải đập bởi vì chúng ta đã xây lấn sang đất hàng xóm rồi nên cái khâu khảo sát là một trong những khâu rất quan trọng trước khi làm nhà gọi địa chính xuống anh cắm lại mốc cho tôi đúng theo cái vị trí cũng như là đúng theo cái diện tích đất của tôi có trên sổ đó được nhà nước công nhận À, sau đây chúng ta muốn làm gì trên khuôn viên đấy cũng được. À, rất nhiều người cứ thầm nghĩ rằng là gì ạ, à, đất châu Âu chúng ta ngày xưa để lại là đất của mình, nhưng thực ra không đúng. có những cái đất đai ấy, là mình hiện tại đang lấn chiếm nhà hàng xóm, nhưng chẳng qua là nhà hàng xóm người ta không để ý và chính bản thân là bản thân mình cũng không để ý. về lâu ngày chúng ta cứ sử dụng một cách bình thường, nhưng mà sau này đến khi đời con cái của họ, họ hiểu về luật pháp, họ kiện tụng thì chắc chắn lúc đấy chúng ta phải đập đi, chúng ta phải trả lại hiện trạng mặt bằng như ban đầu cho uh, chủ nhà đây là hôm ký kết hợp đồng Đấy, nói chung là gia đình nhà chú cũng đã theo dõi bác hôm rất lâu năm rồi Đấy, chú nói rằng cũng không bỏ sót bất kỳ video nào của bác hôm và những kiến thức chú có được sau khi xem một video chú cũng hoàn toàn là nắm vững được thế nên là để thiết kế ra công trình này thì gia đình nhà chú rất là ưng ý Đấy, gia đình nhà chú cực kỳ ưng ý trong khi mà xong cái bộ số thiết kế này À, sắp tới thì chúng tôi sẽ triển khai thi công à, đến lúc mà xong công trình thì chúng tôi sẽ review lại cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau hình dung rõ hơn. À, trước hết chúng ta sẽ xem qua các cái bộ hồ sơ thì với các bộ hồ sơ của mẫu hôm thì chúng tôi luôn thiết kế đầy đủ các bộ hồ sơ bao gồm là hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ kết cấu này hồ sơ điện nước này và hồ sơ dự toán chi tiết à, với mắc hôm này chúng tôi thiết kế công trình bóc tách dự toán chi tiết không làm theo mét vuông cũng như không làm theo gói rất nhiều khách hàng thường hay lựa chọn là gói gọn theo mét vuông tức là cứ nghĩ rằng khoán cho những đơn vị làm 5 triệu một mét hay là 6 triệu một mét vuông nhưng thực chất là sau này đến khi vào thực tế chúng ta không được lựa chọn vật liệu hay là chúng ta cũng không hiểu là đơn vị đấy người ta thi công hết bao nhiêu gạch, bao nhiêu xi, si, bao nhiêu sắt. Thì sau này nó sẽ giúp cho cái là họ càng ăn bớt vật liệu. Bởi vì chỉ thỏa thuận là trên mét vuông. Có không thỏa thuận là trong tường đảm bảo xi si mát bao nhiêu, cát bao nhiêu, hay là sắt thép đan như thế nào. Thế nên là để mà làm chính xác nhất. Thì quý vị nên bóc ra. Đấy, nên bóc ra theo yêu cầu của nhà thiết kế. Ví dụ như cái tường là tường đôi. Sử dụng mác bao nhiêu để xây. À, có cắm đầu dâu hay không, có sử dụng cái à, lưới mắt cáo để chống à, nứt hay không, tất cả chúng ta đều minh bạch hết. Và bê tông là mác loại gì, sắt thép là cây phi loại gì. Thế thì trong dự toán ngôi nhà này chúng ta sẽ xem trước các video à, khác thì chúng tôi thường để dự toán cuối cùng. Nhưng video này thì chúng ta sẽ xem cái dự toán đầu tiên đi. À, trong cái mục dự toán này chúng tôi có 10 mục mục chính, 11 mục chính này à, quý vị và các bạn đã quá quen thuộc rồi khi xem video của tôi. À, công trình này thì được Bắc Hôm thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà cô Phạm Thị Hà, địa điểm là tại Hoàng Đông, ở Duy Tiên Hà Nam. Nếu như quý vị và các bạn nào ở gần khu vực Hoàng Đông Duy Tiên Hà Nam có thể đến đây để xem qua trực tiếp. À, mã số hợp đồng là 05801K2. Đấy đây là phần bóc tách dự toán chi tiết. Thế thì trong phần này chúng ta có 11 mục bao gồm mục đầu tiên là công tác chuẩn bị phục vụ thi công là chi phí là hết 5 triệu cái chi phí này là bao gồm làm lán trại này kéo hệ thống camera này nguồn nước nguồn điện này đây là cái chi phí đầu tiên cái chi phí thứ hai là vật liệu xây dựng phần thô thì nó sẽ nằm trong cái bóc tách dự toán chi tiết là 458 triệu 072.233 đồng trong đấy sẽ bao gồm là cát gạch đá xi măng bê tông tươi sử dụng khối lượng bao nhiêu bao nhiêu viên gạch sẽ tính ra hết ở phía sau À, thứ ba là chi phí nhân công xây dựng đang là 1 triệu 350 nghìn trên 1 mét vuông. À, tổng chi phí ngôi nhà này là 271 triệu 377 nghìn đồng. À, cái này rất có lợi cho chủ nhà. Đa số chủ nhà khi mà khoán nhân công ấy, chúng ta chỉ tính à, là 1 triệu 350 nghìn. Ví dụ như chúng ta không ghi rõ là có bóc tách hay không, có tính ở phía bên ngoài hay không. Thì đa số có những đội thợ người ta sẽ tính bể nước bể phút riêng, à, tính ốp lát riêng. Đấy, thế nên là cái chi phí độ lên rất là cao Còn đối mắc hôm chúng tôi cam kết rằng chúng tôi không bóc tách những chi phí nhân công nằm bên ngoài Chi phí 1 triệu 350 nghìn Tiếp theo thượng mục thứ tư là cái phần nhân công phần mái Phần mái này chính là phần lợp vì kèo Đấy, Hàn hay là sử dụng khung sắt thép và lợp ngói làm hệ thống uh, cột thu xét là 150 nghìn trên 1 mét vuông Tổng chi phí phần mái của nhà này là 24 triệu 725 nghìn À, chi phí vật tư, mua vật tư vì kèo nhôm siêu nhẹ, ngói brine, vật tư phụ đang là 680.000, tổng là 112 triệu. Chi phí xây dựng hoàn thiện chút nữa chúng ta sẽ xem hoàn thiện bao gồm những cái gì gạch ốp lát rồi sơn rồi trần thạch cao cửa nhà vân vân là hết 466 triệu 909 nghìn chi phí vật tư điện nước là hết 190 triệu chi phí nhân công điện nước là 160 nghìn trên một mét vuông tổng chi phí ngôi nhà này là 30 triệu chi phí quản lý là 3 là 46 triệu 776 nghìn đồng rất nhiều người sẽ hỏi rằng chi phí quản lý này là gì chi phí quản lý tức là những cái khâu thiết kế này Ấy, ra khâu thi công thực tế này khâu thanh tra kiểm tra thẩm định và bảo hành bảo dưỡng sau này thì nó sẽ nằm trong cái khâu là 46 triệu này chi phí hao hụt vật tư là 4% là 49 triệu toàn bộ tất đần tật các khâu trong ngôi nhà mình bao gồm là những cái vật liệu thừa như sắt thép như gạch, cắt đi hay là sơn bỏ đi tất đần tật mỗi thứ một chút mỗi thứ 1-2 triệu nhưng cộng lại chúng ta sẽ có con số là 49 triệu À, và thứ 11 là miễn phí thiết kế, tức là toàn bộ chi phí thiết kế đã ứng sẽ được miễn phí đổi về cho chủ nhà là trừ đi 20 triệu Cộng toàn bộ ngôi nhà này là 1,6 tỷ đồng đây Một ngôi nhà hoàn thiện xong tất tật, chủ nhà chỉ việc sách vali là hết 1,6 tỷ đồng Sau đấy chúng tôi sẽ bóc tách chi tiết, đấy bao nhiêu cây thép, thép loại gì được sử dụng vào như thế nào đấy, Bể nước bể phốt xây như thế nào Đấy rất minh bạch và sau này chủ nhà rất thoải mái bởi vì mọi thứ đã được thống nhất ngay từ ban đầu. Đấy, chủng loại vật tư vật liệu chỉ định là sắt thép loại gì, gạch loại gì, khối lượng bao nhiêu và chủ nhà cũng được nhìn thấy luôn. Đấy, từ cái ống nước, từ cái mặt hạt, từ cái trách, cái cút hay là cái công tắc đều được thống kê một cách chính xác. Bởi vì máy móc thính, thống kê thì chúng ta luôn luôn yên tâm là không có thiếu, không có thừa hay là trong quá trình thi công ấy, chủ nhà muốn thay đổi ai muốn tự thi công mục này mục kia đều được ví dụ như đến lúc thi công chủ nhà có người anh người em lại làm mục này mục kia thì chúng ta gạch nó đi, Đấy, trừ nó đi nó rất dễ dàng và thuận tiện không có bao giờ xảy ra hiện tượng là chủ nhà cáu gắt bực bội bởi vì mọi thứ chúng tôi đều xác định ngay từ ban đầu rồi. cái hồ sơ đầu tiên tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn đấy chính là hồ sơ hạng mục kiến trúc. Trong này chúng ta sẽ xem qua mặt bằng tổng thể trước đi Mặt bằng tổng thể này chúng ta vừa xem trên flycam rồi Đây là cái khuôn viên khu đất của gia đình nhà cô Phạm Thị Hà Thì trong này chúng ta sẽ thấy được là cái chiều sâu khu đất Nó rơi vào tầm 30m Và chiều ngang chúng ta đang là 14m Và chiều ngang ngắn nhất đang là 10m5 Thế thì trong cái phần này thì tôi đã nói rồi chúng ta nên gọi địa chính xuống xác định lại các mốc Bởi vì có những cái nó chỉ thừa thiếu tầm ở khoảng 50 phân hay là một mét thôi là chúng ta đã xảy ra hiện tượng là cãi nhau rồi Thậm chí có những nhà còn đánh nhau Đấy do là chúng ta không nắm rõ được cái đất cho ông ngày xưa để lại là bao nhiêu và được nhà nước công nhận là bao nhiêu Còn đây là khu vực nhà dự kiến chúng ta đặt Đấy, Lựa chọn đặt ngôi nhà cũng là một trong những cái rất là khó chúng ta phải tính toán lưu ý cho tôi này, không bao giờ được đặt sát nền đất bởi vì sau cái phần mái chúng ta còn đua ra phía bên ngoài tầm đâu đấy khoảng 70 phân đến 75 phân. Đấy nếu như rất nhiều người cứ hay tận dụng là xây kịch đất là chúng ta sẽ bị một cái là không mở được cửa sổ. Bởi vì ít nhất cái cửa sổ mở ra ngoài nó cũng phải tầm cỡ 70 80 cm. Chưa kể chúng ta còn phải lấy được ánh sáng, lấy được gió, lấy được không khí vào trong ngôi nhà. Thế nên chúng ta phải trừ được một khoảng cách nó rơi vào tầm khoảng 70 đến 1 m. Ở phía sau chúng ta cũng phải cần trừ lại và phía trước chúng ta cũng cần phải trừ lại thế thì đặt vị trí này là quá là phù hợp. Khẳng định mọi người là cái vị trí ngôi nhà nhà cô Hà đặt đây là rất chính xác rồi. Đấy nó vừa có một cái lối đi vào, vừa sử dụng được cái khu vực sân vườn rau, cũng như thể là thoáng bốn mặt. Đấy thoáng bốn mặt của chúng ta. Đây là mặt bằng bắt trạch, à, gia chủ là sinh năm 1960, à hướng đông là hướng diên niên là mọi sự ổn định hướng bắc là hướng sinh khí phúc lộc vẹn toàn hướng đông nam là hướng phục vị được sự giúp đỡ và hướng nam là hướng thiên y thiên thời che chở. Thế thì khi đã xác định được các cái hướng này rồi thì các thầy phong thủy sẽ tính toán nên đặt ban thờ ở đâu, nên đặt hướng bếp ở đâu, đặt cầu thang ở vị trí nào để giúp cho tài lộc được kích hoạt. À, cái quan trọng nhất lại trong thiết kế mắc hôm đó, là khi mà chủ nhà xây dựng xong là luôn ăn nên làm ra luôn rất là thoải mái chưa có một khách hàng nào nói rằng là sau khi làm nhà bên mắc hôm lại bị nợ nần thế này hay là ốm đau thế này thế kia bởi vì tất cả các khâu chúng tôi đều làm rất là cẩn thận đấy, và đều có các thầy phong thủy tính toán mặc dù là có thể là gia chủ à, theo đạo thiên chúa nhưng mà trong cái đấy là chúng tôi cũng đã ngầm tính toán ở chủ nhà là nó đã hóa giải tất cả mọi thứ rồi đấy, bao gồm phương bao gồm hướng bao gồm các cái cung vị chúng tôi đã tính toán rất cẩn thận còn đây là mặt bằng chi tiết của chúng ta. Chúng ta nhân cho tôi một cái phép tính sơ bộ này. Chiều ngang chúng ta đang là 13,85, 13,87 nhân với lại chiều rộng chúng ta đang là 8,54. Một trong những cái khuôn viên khu đất trung bình, trung bình nó rơi vào tầm 120 m vuông. Đây là một trong những cái diện tích mà đa số mọi người chúng ta hay lựa chọn. Đấy một trong những cái diện tích ngôi nhà cũng khá là khá là phù hợp với lại mọi người ngày nay. Thế thì với 120 mét vuông này chúng tôi sẽ thiết kế ngôi nhà gồm 3 lối tiếp cận. Đấy, với thiết kế mắc hôm thì luôn luôn ít nhất cũng phải là có hai lối, có lối vào phải có lối ra. Cái việc mà chúng ta thiết kế các lối tiếp cận ấy, nó giúp cho cái không khí trong nhà được lưu thông được tốt hơn. Ví dụ như không khí bên ngoài này nó đi vào trước cửa chính và nó sẽ có cái đường đi ra. Còn nếu chúng ta chỉ thiết kế có duy nhất một lối thôi là không khí nó bị quẩn ở trong nhà, nó bị tù động và lâu ngày nó sẽ khiến cho chủ nhà là bị ốm đau bệnh tật. Vấn đề thứ hai là tất cả các ô cửa sổ bác hôm luôn thiết kế với diện tích lớn nhất để lấy được ánh sáng và lấy được không khí vào nhà một cách tối đa. Như vậy thì năng lượng trong nhà nó cũng được kích hoạt một cách tối đa. Rất nhiều các đơn vị thiết kế là người ta cứ thiết kế cái cửa bé với cái mục đích là giúp chủ nhà giảm chi phí. Nhưng mà độ ngược lại thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên là cái gì chúng ta cần tiết kiệm thì chúng ta nên tiết kiệm. Còn cái gì chúng ta mang lại lợi ích cho chủ nhà thì chúng ta nên làm. À, và với ba lối tiếp cận này chúng ta phải nhớ cho tôi một cái quy chuẩn thiết kế là tim của phần sảnh chính không bao giờ được nằm trên một đường thẳng với tim dịch vụ người ta gọi đây là lỗi đồng trục xuyên tâm một trong những lỗi à, tán ra bại sản khiến cho chủ nhà không giữ được tiền bạc nó giống như lỗi là ba bậc đầu tiên ba cái bậc đầu tiên của cầu thang cùng trải ra bên ngoài cửa chính đây cũng là lỗi thất thoát tiền của Thế nên là khi làm chúng ta phải lưu ý cho tôi hai cái lỗi này cái thứ hai là sảnh chính bao giờ cũng sẽ là sảnh lớn nhất đã rất nhiều người làm sảnh chính to bằng sảnh phụ, thậm chí là sảnh phụ là còn lớn hơn sảnh chính. hay chúng tôi không hiểu là tại sao chúng ta lại làm như vậy. Thế thì đi vào công năng chi tiết ngôi nhà này, chúng ta có một phòng khách rộng 24,5 m2 sẽ liên thông với khu vực bếp và phòng ăn rộng 20 m2. Khu vực phòng ngủ dưới tầng 1 là rộng 12,7 12,5 m2 và có một nhà vệ sinh chung. Ngoài ra phía sau cùng là có một khu vực sân ướt. À, cái sân ướt này rất quan trọng. Sân ướt này nó giúp cho chúng ta trong những cái ngày lễ ngày Tết, ngày có đám cưới, ngày hiếu hỷ chúng ta à, nó là nơi chặt gà, chặt vịt, rửa rau rất rộng rãi. Còn cái bếp là cái phục vụ công năng của chúng ta hàng ngày nên là nó chỉ đủ phục vụ cho những thành viên trong gia đình chúng ta tầm 6 đến 8 người thôi. Tiếp tục lên trên tầng 2. À, trên tầng 2 ngôi nhà này thì chúng ta có tận 3 phòng, mỗi phòng có diện tích từ 10 đến 13 mét vuông. Ngoài ra thì chúng ta có một phòng thờ và có một nhà vệ sinh chung. Hơi đáng tiếc rằng ngôi nhà này chúng ta lại không có nhà vệ sinh khép kín. Nếu là cá nhân tôi thì tôi sẽ làm ngôi nhà này chúng ta rộng ra hết cái khu vực sân ướt. Đấy, chúng ta có thể là có thêm hai cái cột bê tông ở hai khu vực và sau đấy chúng ta đổ bê tông phía trên. Còn phía dưới chúng ta trừ lại để làm sân ướt thì quá là rộng rãi luôn. Tức là khi đấy thì mỗi phòng chúng ta đều có một nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong bởi vì cái khoảng này chúng ta cũng đang trừ lại chúng ta cũng không làm gì chúng ta mới lập tôn thì chúng ta có thể là cấy thêm cột Đấy, cấy thêm cột và đổ bê tông đua ra một là có thể làm sân chơi Đấy, ví dụ như căn phòng này có thể mở ra để đi ra ngoài ban công ngồi à, uống ấm trà ngắm nhìn mọi cái khung cảnh xung quanh của chúng ta cái thứ hai là có thể đẩy cái nhà vệ sinh à, khép kín ra phía bên ngoài đều được thế thì cái cách xử lý như vậy nó sẽ tốt hơn à, nhưng mà với gia đình nhà cô Hà thì đã lựa chọn phong cách như thế này cũng khá là chính xác phía trước chúng ta đặt bàn thờ quý vị các bạn lưu ý này phòng thờ là phòng được ưu tiên đặt ở phía trước mặt tiền ngôi nhà rất nhiều người lại hay đặt phòng thờ ở phía sau ngôi nhà đấy là cái đại kỵ phía sau chúng ta sẽ dành cho hậu cung dành cho những phòng phụ trợ còn phía trước luôn luôn là những phòng chính ví dụ là phòng khách ví dụ là phòng master và ví dụ đấy là phòng thờ bởi vì nó là nơi đón trường năng lượng tốt nhất cũng là nơi tọa cái hướng tốt nhất trong ngôi nhà thế nên chúng ta lưu ý phòng thờ không bao giờ được đặt ở phía sau nhà À, thứ hai là phòng thờ không bao giờ được nằm dưới nhà vệ sinh, nằm dưới phòng ngủ hay nằm dưới bất kỳ một phòng nào mà chúng ta đi lại trên ban thờ. Đấy là một cái kiêng kỵ chúng ta phải nhớ. Tiếp tục xem qua mặt đứng ở phần mặt cắt. Đây xem mặt bằng quý vị các bạn đã xem qua trên phương cảnh rồi. Phía trước đây là phòng thờ này, phía bên này là một phòng ngủ này. Đấy, hai phía bên này thì chúng ta có cái ban công để chúng ta trồng hoa. Đứng ở đây có thể tưới hoa hoặc là chúng ta làm cái dàn tưới tự động cũng được. Hãy xem qua phần mặt đứng ngôi nhà này, đây là về phần mặt đứng, mặt đứng ngôi nhà chúng ta thấy rằng từ đỉnh mái đang cốt 0,0 đang là 10m35, chiều cao thông thủy ở dưới tầng 1 đang là 3m9, chiều cao thông thủy ở tầng 2 đang là 3m6, đúng rồi Tất cả chiều cao thông thủy tôi luôn nhấn mạnh cho quý vị và các bạn, thứ nhất chúng ta phải lựa chọn nó là những con số chia hết cho 3 Tại sao vậy? Tại vì nó là những con số đẹp, những con số liên quan đến tỷ lệ vàng của con người. À, nếu như chúng ta không được học hay là chúng ta chưa qua những cái trường lớp đào tạo ấy, thì đa số mọi người sẽ lựa chọn những con số rất là lẻ. Ví dụ như 3m75, 3m81 hay là 3m92. Nhưng thực ra những con số đấy nó sẽ khiến những ngôi nhà của chúng ta nó bị lẻ rất nhiều thứ. Nếu quý vị không tin, quý vị các bạn chỉ cần chia số bậc cầu thang thôi. Cái số bậc cầu thang có đẹp hay không, có lẻ hay không chính là do kích thước thông thủy hay là kể cả những cái như tủ quần áo như giường như bàn ghế như hệ tủ bếp tất cả nó đều liên quan mật thiết đến nhau chúng ta không nghĩ rằng mọi thứ là tự sinh ra nhưng nó đều có những cái mối quan hệ mật thiết trong một ngôi nhà đấy là cái cách giải thích dễ hiểu nhất Thế nên nhiều người thường hay hỏi rằng là tại sao tầng 1 lại làm cao hơn tầng 2 mà không làm nó bằng nhau. À câu hỏi này tôi nhận được rất nhiều. Thực sự là rất nhiều người thường hay gọi điện đến thắc mắc cho tôi vào những cái khung giờ buổi tối hay là buổi trưa thì tôi cũng sẽ trả lời rất thoải mái và tư vấn thêm cho mọi người. Cái lý do tại vì sao chúng ta lại lựa chọn tầng 1 lại có diện tích cao hơn tầng 2 nó có hai cái. Một là do tầng 1 cái công năng sử dụng của chúng ta chủ yếu phục vụ cho phòng khách, phòng bếp, đấy chính là những phục vụ chung nên là chúng ta thường hay treo đèn trùm, hay treo quạt trần và đặc biệt là nó thấp nên chúng ta cần phải làm cao để có thể lấy được gió, lấy được nhiều gió thổi vào trong tầng 1. À, cái lý do thứ hai là do cái góc nhìn. Nếu như một người đứng ở khu vực ở phía ngoài cổng hàng rào hay là khu vực sân vườn, chúng ta nhìn lên ngôi nhà của chúng ta lại thấy tầng 1 lại thấp hơn tầng 2 thì trong cái ngôi nhà nó rất bị chênh vênh. À, nó cảm giác như thể là nó không vững chắc. Còn khi mà tầng 1 cao hơn tầng 2 thì nhìn ở xa chúng ta thấy ngôi nhà này rất là đẹp, nó bề thế và nó có độ hút, ở trông nó sẽ vững chắc hơn. Tương tự đối với lại phần mặt cắt. À, trong mặt cắt ngôi nhà quý vị các bạn lưu ý cái này là cái quan trọng rất nhiều người không để ý này. Thứ nhất là cái lối lên thăm trần. Lối lên thăm trần đa số chúng ta không để trừ lại rất nhiều người thợ người ta cứ cắm đầu cắm uh, mông lên người ta đổ bê tông sau che khuất đi cuối cùng là phải đục đi à, làm như vậy thì nó sẽ bị yếu cái sàn của chúng ta nên là trước khi làm chúng ta phải đặt trước những cái vị trí chúng ta trừ lại làm lối lên thăm trần à, một là quý vị các bạn có thể là sử dụng cầu thang chữ A hay là thang bây giờ có thang tự động rồi nhấn nút một cái đó nó sẽ hạ tự động cầu thang xuống và chúng ta lên đây kiểm tra tét nước kiểm tra thái dương năng hay là quét dọn phía trên mái cho nó sạch sẽ nó thoáng đấy chúng ta nên lưu ý là nên chờ những cái vị trí nó dao động tầm kích thước tầm khoảng 80 đến 80 là phù hợp cái vai người đi lên đi xuống thoải mái rồi làm thêm một cái cửa trên này nữa là rất là phù hợp à, cái thứ hai chúng ta cần lưu ý đấy chính là phải hạ cốt sàn hạ cốt sàn sân ướt hạ cốt sàn ban công hạ cốt sàn nhà vệ sinh bởi vì chúng ta cứ hình dung là gì ạ khi mà cái lượng mưa nó lớn đấy nó hắt chéo thì nếu như chúng ta không hạ cốt sàn không đánh dốc thì chắc chắn nó sẽ bị ngập ở trong nhà Đấy, rất nhiều các đội thợ người ta làm rất ẩu tức là người ta chỉ làm kênh ở phía bên trong và phía bên ngoài có đúng một cái hàng gạch hàng gạch granite hàng gạch đấy nó rất là thấp và chúng ta không đủ độ dốc độ thoát nước nên là chúng ta bị nước ngập vào trường hợp này tôi thấy rất nhiều người tự làm đấy, rất nhiều chủ nhà đứng ra tự làm cứ nghĩ rằng là chúng ta có kinh nghiệm nhưng thực ra những cái lỗi nó, nó rất là bé nhưng chúng ta lại rất hay gặp thế thì trong phần mặt cắt này ngoài những hai yếu tố đấy thì chúng ta phải biết cách đọc biết cách đọc cái bản vẽ mặt cắt thì với mặt cắt chúng ta có ba loại nét thể hiện ở trên bản vẽ thứ nhất là nét hách hay còn gọi là cái nét tô đen à, tô này chính là mô phỏng cho vật liệu à, ví dụ chúng ta đang cắt qua cái dầm cái cột thì chúng ta sẽ hách cái nét bê tông là đang hách như thế này à, sau khi cắt qua tường thì chúng ta sẽ gạch chéo là thể hiện đây là gạch và cắt qua nền cắt qua sàn đây thể hiện lớp đất này lớp lót này à, cái nét thứ hai là nét liền hay còn gọi là nét thấy nét liền chúng ta nó thể hiện đấy chính là cầu thang bậc cầu thang rồi là cửa đi hay cửa sổ và nét thứ ba đấy chính là nét khuất hay còn gọi là nét đất đấy là một trong những cái chúng ta lưu ý đấy, tương tự đối với lại cái phần nhà vệ sinh và phần cầu thang chúng ta sẽ xem qua à, cái phần cửa chính cửa đi này cũng rất là quan trọng đấy, để kiểm tra chính xác toàn bộ hệ cửa chính cửa đi quý vị và các bạn vào trong website mặc hôm chúng ta lên cái mục trên cùng ấy. ở trên này chúng ta có mục thước lộ ba này click vào thước lộ ban chúng ta kéo xuống chúng ta sẽ thấy có ba loại thước lưu ý rằng thước lộ ban có ba loại thước rất nhiều người thường hay bị nhầm là thước lộ ban chỉ có một loại nên ra cửa hàng là nói rằng là bán cho tôi cái thước lộ ban Đấy, người bán hàng là người ta cũng không hiểu nên chúng ta phải hiểu rõ là cái thước lộ ban nào phục vụ cho công việc gì đo cái nào thế thì trong thước lộ ban nó có ba loại một là loại năm 2 loại này để chuyên đo về cửa đi cửa sổ cái thứ hai là 42.9 là chuyên đo về dương chạch và cái thứ ba là 38.8 nó chuyên đo về âm phần. Đấy khi mà chúng ta thay đổi này, chúng ta chỉ việc nhập con số vào đây. Đấy khi mà nhập thì nó chính xác đến từng mm. Ví dụ như bộ cửa này chúng ta đang tính ở đây, uh, chiều rộng của nó là 2700 và nó trừ đi khuôn ba phần đẹp nó còn 2580. Thế thì chúng ta nhập vào đây. Uh, nhập vào đây để chúng ta kiểm tra. Nếu như nó rơi vào cung đen không may nó rơi vào cung quang tài. À, thì chúng ta cần phải điều chỉnh lên một chút thì uh, bộ cửa này nó đã rơi vào cái cung là cung uh, uh, hoạch tài cung này cung đỏ nó rất đẹp rồi uh, tất cả thiết kế mắc hôn của chúng tôi luôn tra cứu luôn tra cứu sẵn cho chủ nhà nên là chủ nhà luôn luôn yên tâm khi mà đã làm nhà mắc hôn thì chúng ta được cái là uh, rất là yên tâm về phong thủy rồi không những kiến trúc sư đã có kinh nghiệm về phong thủy mà các thầy phong thủy cũng luôn song hành nên là chủ nhà rất yên tâm không phải lo lắng về vấn đề gì về phong thủy hồ sơ thứ hai đây chính là phần hồ sơ về kết cấu À, kết cấu cho một ngôi nhà nó cũng là một bộ hồ sơ dày hàng vài trăm tờ à, trong cái hồ sơ kết cấu này chúng tôi giải thích rất rõ ràng bóc tách chi tiết rất rõ các người thợ người ta cầm bản vẽ bóc hôm người ta thích lắm à, Đúng là phần nào cũng có chi tiết đều có diện giải đều có chi tiết đều có bóc tách à, hệ móng như cái lúc đầu tôi nói hiện trạng ấy, là chúng ta đang lựa chọn là hệ móng băng do nhà được xây dựng trên nền đất liền thổ đất sân vườn lâu năm rồi à, hệ móng băng ở trong này chúng ta có thể xem qua này rất chi tiết bóc tách cái mặt cắt cột À, thống kê cấu kiện số lượng à, chủng loại tên gọi à, chúng ta xem qua à, rất rõ ràng rồi có những cái bảng thống kê hay là bể nước bể phốt à, thế thì trong cái bản và kết cấu này nó gồm rất nhiều rất nhiều những cái trang nên là quý vị các bạn cần thì có thể là tôi sẽ gửi qua để chúng ta xem à, đến là hồ sơ thứ ba là hồ sơ về điện nước à, điện nước thì nó không quan trọng như kết cấu hay là kiến trúc nhưng nó lại là phần thể hiện cho chúng ta à, sinh hoạt hàng ngày Đấy à, là cái phần mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Thế thì trong bản vẽ điện nước này chúng ta lưu ý cho tôi. Thứ nhất là nó sẽ tách riêng là hai phần, một là phần điện, hai là phần nước. Với phần điện thì chúng ta có ba biện pháp thi công chính, một là dán dây trực tiếp vào tường. À, biện pháp này thì tôi khuyên chúng ta không nên làm bởi vì nó chỉ áp dụng cho những cái căn nhà mà xây bất động sản, tức là xây xong bán đi ấy, hay là nhà dự án thôi. Cái thứ hai là sử dụng ống gen mềm hay còn gọi là ống gen ruột gà. Biện pháp này đa số mọi người đang sử dụng bởi vì cái chi phí nó phù hợp. Cái thứ ba là sử dụng ống gen cứng, ống Sino ấy, hay là chúng ta sử dụng cái cách chia càng cua trên dần. À, biện pháp này thì mắc hôm đang dùng 100% nên là nó sẽ đảm bảo được cái độ bền đảm bảo được cái công năng sử dụng và bảo hành bảo trì sau này rất thuận tiện chập cháy ở đâu đường dây ở đâu có vấn đề gì chúng ta rút dây chúng ta kiểm tra nó không ảnh hưởng bất kỳ một vấn đề gì à, và một cái điều quan trọng nữa trong cái phần điện nước này ở trong cái điện này thì chúng ta phải chia lộ Đấy, rất nhiều người ngày xưa cứ nghĩ rằng là điện chỉ đi đúng một đường, đấy, đường đấy là cái đường dây nó phải lớn, nhưng mà làm như vậy nó vừa tốn kém, nó lại vừa thiệt hại các cái đường dây cũng như thể trang thiết bị, mà chúng ta phải biết cách tính, chúng ta phải biết cách chia lộ đường nào phục vụ cho bóng đèn công suất tối đa là bao nhiêu chúng ta tính được ra đường dây đi đường bé nhưng nó đảm bảo về cái à, về cái cường độ để có thể chiếu sáng và về cái tải trọng để có thể chịu được toàn bộ các cái hệ thống các cái công suất ở trong cái bóng đèn của chúng ta cái thứ hai là các cái đường dây phục vụ chính như thể sử dụng trong điều hòa bếp từ nồi lẩu thì chúng ta cần phải đi đường dây lớn và đặc biệt chúng ta phải chia các lộ này ra ví dụ không gian phòng khách riêng không gian phòng ngủ riêng À, riêng hệ át thì sau này nó có chập cháy nó khoanh vùng nó rất là bé Và nó đảm bảo an toàn cho các thiết bị còn lại trong ngôi nhà của chúng ta Chứ giống như trước đây chúng ta thường hay đấu nối hết vào cầu dao Xong đi qua cầu trì Cầu trì là chức năng à, tắt bật công tắc giống như ngày nay Nhưng mà ngày xưa thì chúng ta chỉ có duy nhất một cái cầu trì Còn với ngày nay ở bất kỳ cái thiết bị nào nó cũng có át Nên nó rất là an toàn Còn về hệ thống nước ấy, chúng ta lại chia ra làm hai loại Một là nóng và hai là lạnh à, Và cái đường đi cấp, cái đường thoát chúng ta cũng như vậy chúng ta có đường ống nhiệt hay là đường ống lạnh để mà thi công cách chính xác nhất ấy, thì quý vị các bạn nên làm hộp kỹ thuật hộp kỹ thuật nó sẽ giúp cho chúng ta bảo hành bảo trì bảo dưỡng định kỳ rất tốt ngày xưa thì cha ông chúng ta thường hay là đi nổi bên ngoài hay là đi âm vào trong đến lúc nó hư đến lúc nó vỡ đường ống trèo lên trèo xuống sửa chữa nó khó vô cùng nhưng mà ngày nay chúng ta đều có hệ thống đi qua hộp kỹ thuật nên là nó rất là bền và một trong những cái điều quan trọng nhất ở trong các nhà dân ấy, đấy chính là cái hệ thống uh, cái hệ thống uh, điều hòa điều hòa ngày nay thì đa số mọi người đã sử dụng đến các cái điều hòa trung tâm điều hòa manti rồi trước đây thì chúng ta hay thấy là cái điều hòa chúng ta là điều hòa cục treo uh, nó có các cái cục nóng nó chạy quanh nhà trông rất là xấu nhưng mà với ngày nay khi mà xã hội chúng ta ngày một phát triển thì đa số mọi người đã sử dụng sang cái điều hòa manti tức là, là cái điều hòa âm trần điều hòa tổng trong một ngôi nhà cái thứ hai là cái hệ thống lọc nước à, lọc nước trong một ngôi nhà rất nhiều người thường hay sử dụng là có một cái bình lọc ở trong vòi nước ấy. nhưng mà với ngày nay thì chúng ta đã sử dụng sang cái bình tống rồi tức là cái hệ thống lọc trung tâm tất cả các đầu ra đều sử dụng nước sạch chúng ta đánh răng rửa mặt chúng ta tắm rửa nó đều qua một hệ thống lọc trung tâm đặt ở trên mái cái chi phí lọc đấy nó chỉ dao động tầm ở khoảng 50 triệu 50 triệu là đã sử dụng cấp nước sạch hết toàn bộ trong một ngôi nhà rồi Trước đây thì chúng ta hay thấy là hệ thống lọc đấy chúng ta thường hay sử dụng là qua một cái bình lọc đặt ở bếp Nên là chỉ có mỗi cái vòi nước bếp là vòi nước sạch thôi Còn lại các vòi nước khác thì đều bẩn Đấy cái đấy là cái chúng ta cũng phải để ý Và cái thứ ba nữa đấy chính là cái hệ thống nóng lạnh trung tâm À, rất nhiều người thường hay sử dụng cái bình nóng lạnh riêng cho từng phòng Làm như vậy thì thứ nhất là nó rất tôn kém Cái thứ hai là chúng ta rất dễ bị giật, bị hở điện Đấy, nên là bây giờ người ta đã sử dụng sang cái nóng lạnh trung tâm à, cái nóng lạnh trung tâm ngày nay nó cũng rất là tốt nó sử dụng bằng cái à, đốt ion ở trong nước và nó giúp cho chúng ta an toàn tuyệt đối khi sử dụng và không phải chờ nóng lạnh và cái thứ ba nữa là gì ạ nó cũng hiện đại hơn rất là nhiều nên là quý vị các bạn có thể sử dụng chi phí của nó chúng tôi đang lắp đặt cho các nhà dân nó dao động tầm ở khoảng 40 triệu 40 triệu là đã, đã có hệ thống lọc à, à, hệ thống nước nóng trung tâm rồi nên là nó cũng rất là an toàn rồi và phần dự toán này tôi đã giới thiệu cho mọi người rồi trước uh, trong cái đầu video. Để ai mà chưa xem phần dự toán thì chúng ta xem quay lại cái phần đầu video để biết được. Ngôi nhà này với tổng mức đầu tư là 1,6 tỷ đồng là xong tất tật chủ nhà chỉ việc sách vali về ở thôi. Nếu như quý vị và các bạn mà có nhu cầu xây dựng một ngôi nhà đẹp như thế này, một ngôi nhà trọn gói, một ngôi nhà do trực tiếp mắc hôm từ khâu thiết kế đến khâu thi công đến bảo hành bảo dưỡng định kỳ sau này hãy liên hệ đến số hotline của tôi. À 096 445 8858 hoặc 09240 9999. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Tôi đã sử dụng Mac Home và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mac Home. Phải nói là thiết kế thi công Mac Home đẳng cấp vượt trội. <laughs> Mark Home, hệ thống thiết kế thi công chọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, mắc Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. mắc Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. mắc Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. mắc đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới bảy tổng giá trị công trình nên được xây nhà với mắc home dễ dàng hơn bao giờ hết nhanh tay liên hệ mắc Home qua số hotline 096 445 sáu hoặc 0828 tám hai tám một mắc home giá trị tạo nên thương hiệu